Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, các tỉnh thành trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chiên các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công ở Hà Giang những ngày này đã diễn ra rất nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tối ngày 25 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Vị Xuyên – Hồn Thiêng Tổ quốc. Tham dự chương trình có tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch danh dự Hội quân dân y Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, huyện Vị Xuyên các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo bà con nhân dân. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch danh dự Hội quân dân y Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu và Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường bày tỏ lòng thành kính, giữ biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh công hiến hết mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân đồng thời khẳng định việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Việc làm này còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thanh niên huyện Vị Xuyên đã thắp 2.000 ngọn nến tri ân lên từng phần mộ. Các đoàn đại biểu cũng đã dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Uyện Hứa luôn đi theo con đường mà Đảng, bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện tốt công tác dân dân đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, xuyên suốt chương trình Vị xuyên hồn thiêng Tổ quốc là những ca khúc đi cùng năm tháng, ca ngợi đất nước, tình đồng đội, những phẩm chất kiên trung của người lính Cụ Hồ. Chương trình đã mang đến cho người xem không gian âm nhạc đầy xúc động, tự hào, nhắc nhở mỗi người con đất Việt thêm trân trọng biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn, đơn ơn đáp nghĩa. Dịp này, Hội Quân Dân đi Việt Nam phối hợp với các đơn vị đã trao tặng 1.300 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công, hai huyện Vị Xuyên và Mèo Vạc, trao 2.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cho Sở Y tế tỉnh Hà Giang. Sáng ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu thành phố Hà Giang do đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã dâng hương tại đền thờ Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Giang. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Giang, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc đã kính cẩn dâng hương tại đền thờ Hồ Chí Minh và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động tri ân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của thành phố để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tại đây, Đoàn đại biểu thành phố Hà Giang đã báo cáo kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác chăm sóc đối với gia đình có công, các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và thân nhân các gia đình liệt sĩ trong năm qua. Đồng thời khẳng định trong quá trình phát triển của thành phố thì công tác tri ân đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách của Đảng nhà nước đối với người có công cách mạng với các gia đình thương binh liệt sĩ luôn được cấp ủy chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Qua đó đã tạo điều kiện để những gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng đàng hoàng hơn. Hiện nay nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Giang có 72 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 62 liệt sĩ là những người con ưu tú của thành phố Hà Giang đang yên nghỉ tại đây. Ngày 25 tháng 7, Công đoàn Báo Công an Nhân dân đã đến viếng các ngục liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh nghèo, học giỏi trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Trước tượng đài Tổ quốc ghi công uy nghiêm, linh thiêng, trước anh linh của hơn 1.800 mộ liệt sĩ và một mộ tập thể tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính và biết ơn chuyên sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương để chiến đấu bảo vệ cho nền độc lập tự do của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Nguyện hứa sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống anh hùng của cha anh đi trước, không ngừng phấn đấu rèn luyện, xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tiếp đó, các đại biểu đã đi thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ và viếng tại đền thờ liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Dịp này, công đoàn báo công an nhân dân, hội phụ nữ phòng PX03, công an thành phố Hà Nội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang và đơn vị tài trợ đã trao tặng 10 phần quà cho mẹ liệt sĩ, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh Huyền Vị Xuyên, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng, tặng 10 triệu đồng cho quỹ con nuôi của Công an tỉnh, trao 6 xuất quà cho con nuôi Công an Huyền Vị Xuyên và trao 30 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 7, ông Hoàng Văn Kiên, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn theo dõi, chỉ đạo huyện Xí Mẩn, theo quyết định số 998 của tỉnh ủy, đã tới làm việc với đảng ủy thị trấn Cốc Bài, huyện Xí Mẩn. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ thị trấn Cốc Bài, các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được phát triển ổn định, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đã kết nạp được 3 đảng viên mới, phát triển kinh tế văn hóa xã hội được triển khai đồng bộ có hiệu quả, các mô hình phát triển kinh tế đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân, văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Trong số 25 chỉ tiêu nghị quyết có thực hiện 6 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 7 chỉ tiêu đạt trên 50%. Tại buổi làm việc, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Kiên đề nghị Đảng ủy thị trấn Cốc Bài tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, triển khai xây dựng tri bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả thực chất việc xóa bỏ hủ tục gắn với phát huy và nâng cao chất lượng của hội nghệ nhân dân gian. Quan tâm tập trung chỉ đạo có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia gắn với cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023-2024, tiếp tục quan tâm động viên các gia đình đối tượng chính sách, đảm bảo quốc phòng an thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ba lực lượng không để bị động bất ngờ xảy ra. Nhân dịp này, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng quà các thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Cốc Bài. Hiện nay, những nữ quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ đã và đang truyền lửa nhiệt huyết cho những quần chúng khác phấn đấu vào Đảng để được công hiến và có nhiều đóng góp. Đảng viên nữ trên địa bàn tỉnh đã ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chương trình phát triển kinh tế xã hội bình đẳng giới ở địa phương. Đảng viên Nguyễn Thị Kim Liễu, thôn Me Hạ, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang hiện nay đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Sau khi được hội phụ nữ vận động tham gia và trở thành hội viên, chị Liễu dần hình thành tư duy trong phát triển kinh tế và quyết tâm vào đảng để nâng cao, hoàn thiện bản thân, cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi để học hỏi về các các mô hình phát triển kinh tế thì tôi cũng đã áp dụng vào gia đình và cũng trong các buổi họp ở thôn, ở xóm ở chi hội tôi cũng đã uh, triển khai đến cho các chị em và triển khai đến các chị em cũng cùng cũng như là các đảng viên khác để phát triển kinh tế hộ gia đình. Toàn tỉnh hiện có trên 171.000 hội viên phụ nữ, trong đó đảng viên nữ là trên 31.000 người xác định muốn phát triển đảng viên cần phải làm tốt công tác tạo nguồn, trong đó để mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống tư tưởng đạo đức chính trị cho hội viên, khơi dậy mong muốn nguyện vọng trở thành đảng viên của hội viên phụ nữ. Hội viên yếu tố mà được danh sách kết nào đảng thì đã phát huy tốt cái vai trò nòng cốt của mình thể hiện trong cái công tác hội là hội viên nòng cốt, thứ hai là thể hiện trong cái phát triển kinh tế gia đình và chính những cái hội viên đó thì cũng là những cái hội viên tiêu biểu gương mẫu đi đầu trong à, tất cả hoạt động hội cũng như phong trào phụ nữ. Ở Hà Giang trong những năm qua đã có nhiều phụ nữ là lãnh đạo quản lý các cấp, cụ thể cấp tỉnh, chức danh thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý có 63 đồng chí, là lãnh đạo các sở, ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh có 25 đồng chí, lãnh đạo nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện ủy, thành ủy là 85 đồng chí, tham gia ban thường vụ huyện ủy, thành ủy là 23 đồng chí chúng tôi tạo nguồn phát triển đảng viên bằng thông qua cái việc là chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các hoạt động công tác hội phù hợp với lại cái điều cái nguyện vọng của chị em phụ nữ bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho chị em phụ nữ thì qua đó chị em phụ nữ tin tưởng vào tổ chức hội tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng để mục tiêu phấn đấu của Đảng. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định công tác phát triển đảng viên nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là ở địa bàn vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để phụ nữ có cơ hội phát triển, quyền bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó có phần phát triển kinh tế địa phương và tuyên truyền sâu rộng hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, các cấp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo cận nghèo, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã, duy trì, nâng cao chất lượng. Qua đó, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Với sự vận dụng sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền và động hội viên phụ nữ chuyển đổi hành vi thực hiện tốt chương trình mục tiêu xóa đó giảm nghèo bằng nhiều hình thức. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức một lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, giáo dục tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn vay cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh với 35 học viên tham gia. Các cấp hội phối hợp mở được 47 lớp học nghề cho gần 1.200 học viên, phối hợp tổ chức 58 cuộc tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 4.900 hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, hội đã quan tâm chỉ đạo các cấp hội đã ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổng số tiền dư nợ là trên 1.270 tỷ đồng cho 870 tổ nhóm với trên 27.000 hộ vay. Hỗ trợ được 125 hộ hội viên phụ nữ thực hiện cải tạo vườn tạp. Với các hoạt động hỗ trợ hiệu quả của hội, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các hội viên đã giúp chị em từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Giai đoạn 2018-2023, phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi đã lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội. Từ đó, xuất hiện 2.200 người cao tuổi trên toàn tỉnh phát triển kinh tế với những cách làm sáng tạo, góp phần giảm nghèo bền vững, tăng việc làm ổn định cho lao động địa phương. Phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi luôn được hội người cao tuổi tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, nhiều người cao tuổi đã tận dụng tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn của gia đình mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cũng từ đó lan tỏa và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình tranh trại, mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, vườn ao trường rừng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, và các dịch vụ du lịch có doanh thu từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng một năm. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.200 gương điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Đây là những người cao tuổi đại diện cho tinh thần, tuổi cao trí càng cao, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, công hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho bản thân và làm gương cho thế hệ trẻ. Qua đó càng khẳng định uy tín, vai trò của lực lượng người cao tuổi là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngày 25 tháng 7, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Đồng Văn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, đợt tiêm lần này tiến hành từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Số lượng vaccine phân bổ cấp cho các xã thị trấn là hơn 21.500 liều và sẽ tiến hành tiêm loại vaccine lở mồm long móng tuyếp ô cho châu bò khỏe mạnh bình thường. Để hoàn thành tốt việc triển khai tiêm chủng lở mồm long móng, trạm chăn nuôi và thú y huyện đã cấp phát vaccine cho các xã thị trấn đảm bảo đúng chủng loại, đủ số lượng theo bảng phân bổ. Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, bảo quản, sử dụng vaccine, đồng thời cử cán bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thị trấn hướng dẫn tiêm phòng tại các thôn. Ngoài ra, trạm chăn nuôi và thú y huyện đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng, phối hợp với các ngành đoàn thể, các thôn thực hiện thống kê, ra soát số lượng đàn gia súc gia cầm trong diện tiêm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi nâng cao nhận thức, chấp hành và tạo điều kiện cho cán bộ thú y tiêm phòng thuận lợi. Cuối bản tin là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài khí tượng Tùy Văn, tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 26 tháng 7. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có mây không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây có mây không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 73%. Khu vực vùng núi thấp có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 77%. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi